người không thấy đâu mà tiếng nghe đây nhỉ. Dậy đi, ngủ coi à, dậy đi. Nóng quá. Đây là hai cái lon. Bữa nay ve chai không biết ai lượm hết rồi. Lượm từ buổi trưa mà được có hai lon, bốn lon à. Cho đây nhìn mệt chút đã. Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn. Giờ đi lượm ve chai mà còn cạnh tranh nhau nữa. Đi muộn một chút xíu là không lượm được gì cả. Mà sắp tới là sinh nhật Su Hào. Không biết mua gì tặng Su Hào ta. Mà mình làm gì có tiền để mua quà tặng Su Hào. À, hình như hôm trước hình như là Su Hào kêu là thích cái bộ đàm hay sao ấy. Mà cái bộ đàm nó đắt lắm, hình như nghe nói đến trăm mấy lần. Đi lượm ve chai cả ngày mà được có bốn cái lon này thì sao mà mua được. À, hay là mình thử sử dụng hai cái lon Coca này mình chế cái bộ đàm để tặng Su Hào đi. Nhìn cũng đẹp á. Mà hình như mình nghe nói là cái bộ đàm làm bằng hai cái lon này nói cũng ok lắm. Bây giờ mình về nhà mình chế thử ra. Nếu mà đẹp á thì mình đem tặng Su Hào, coi như là làm quà sinh nhật luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi về. Thôi với hai cái lon này thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ đục một cái lỗ như này này. Và trên thì chúng ta sẽ mài và lấy cái nắp này ra. Nó như này. Và với cái lon này thì mình sẽ tiến hành làm giống tương tự như này nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy này ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một đoạn dây và mình sẽ kết nối hai cái lon này lại với nhau. Đấy. Alo, 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 Su Hào ơi, nghe đoạn trả lời. Rồi. Ở đây là mình sẽ sử dụng dây dù nha. Dây dù mà mình hay thả diều á. Đó, mình sẽ lấy một đoạn tầm cỡ 3 mét đi. Rồi, vậy mình đã làm xong một cái bộ đàm. Đây. Bây giờ mình sẽ đem qua nhà Su Hào tặng cho Su Hào được. Nhìn khá là đẹp luôn. Đó. Rồi mình sẽ thử xem. Alo alo. Alo. Oh, alo alo. Oh, hay quá hay quá. Ừ, được rồi. Biết Su Hào giờ có nhà không ta? Mình sẽ đem qua nhà Su Hào. Ồ, Su Hào đang ngủ. Mình sẽ chọc Su Hào mới được. Đây. Sẽ ném vào Su Hào. Su Hào ơi, Su Hào. Su Hào ơi. Su Hào, Su Hào. Dậy đi, Su Hào ơi. Cái gì vậy nhỉ? Alo, alo. Sao nghe giọng con Nguyên mà người không thấy đâu mà tiếng nghe đây nhỉ? Dậy đi, ngủ coi à, dậy đi. Sao lại nghe trong này nhỉ? Đây, tớ đây. À, ừ. À, cái này là bộ đàm đúng không? Đúng rồi, bộ đàm. Nãy giờ tớ chọc cậu đấy. Tớ ở ngoài phòng cậu á, tớ ném vào đây. À, tớ nghe rõ không? Nghe cũng rõ rõ đó. Bộ đàm đấy, bộ đàm đấy. Nghe giọng người thấy người. Đâu, tớ mới chế được đấy. Vậy hả? Ừ, hay không? À. Cái này là tớ chế làm từ hai lon Coca. À. Ừ, mới biết là tớ chế để làm gì không? Làm gì thế? Tặng quà sinh nhật cho cậu đấy, không nhớ à? Quà với cáp gì? À, sinh nhật sắp tới rồi mà, nhưng mà tớ không có gì tặng cho cậu hết nên tớ nghĩ là cái làm này cậu thích. Tại vì hôm trước tớ nhớ là cậu kêu là cậu thích cái bộ đàm đó đúng không? Nhưng mà chưa có điều kiện mua đúng không? À đúng rồi, bữa tớ bận nên chưa đi mua được, bây giờ mẹ tớ cho tiền mua rồi. Ồ, ghê, mua rồi hả? Đây. Ồ, vậy mà tớ không biết. Ồ, đẹp quá ha. Bộ đàm này tôi mua hình robot đó. Hình robot hả? Ừ. Ồ, đẹp quá, bây giờ cậu có thể giới thiệu cho tớ được không? Ừ, được. Ồ, nhìn cái bộ đàm của Su Hào đẹp nha. Ừ, ở đây tớ chọn hai con robot này. Một con là màu vàng này, một con màu xanh này. Bây giờ tớ bóc ra cho cậu xem nha. Ồ, nhìn cái mặt robot này giống gì? Interphone quá Su Hào hả? Gì?
gì? Transformer gì hả? Transformer. Transformer robot gì nè? Transformer nè. Đây. Đây là một con màu xanh nè. Wow, nhìn đẹp quá. Còn đây là một con màu vàng nè. Ồ, nhìn cái mặt nó, nhìn nó mặt đảo đây, nhìn dữ tợn quá. Mà cái này á là mình muốn dùng mình phải lắp pin vào đây. Để cái này sai pin rồi đúng không? Để tớ mở pin cho cậu xem nha. Pin này là loại pin hình vuông á. Hình vuông hả? Có phải là pin 9V không ta? Pin này 3V. 3V hả? Đây. Wow. Đó. À, cái này giống pin ở trong micro đúng không? Đúng rồi, đây nè. Khi nào mình dùng thì mình gắn vào đây. Đó. Ủa là cái kia cũng sử dụng pin giống đây đúng không hả? Đúng rồi. Mình chỉ cần gắn như vậy thôi. Xong rồi lắp vào là có thể dùng được rồi. Hay quá. Đâu cậu Thảo cái kia xem thử sao nào. Cái màu xanh á. Cái màu xanh hả? Cái màu xanh cũng giống y chang vậy à. Cũng giống nhau hả? Đó. Ở đây á thì mình muốn sử dụng á thì mình sẽ có công tắc nè. Đâu công tắc đâu sao nào? Ở đây có một công tắc nè, là công tắc on off nè các bạn nè. Cậu mở lên thử nào. Đây. Đó, mình kéo xuống nó sẽ cái âm rè 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 đúng không? Tiếng rè rè này nè, sao nào biết giọng tiếng gì không? Tiếng gì? Cái tiếng radio á. Radio mà lúc mà đang dò sóng á, đúng không? Còn khi nào mình muốn nói á, hoặc là nghe á, thì mình bấm vào đây. Mình muốn nói thì mình bấm vào đây. Đó, nó sẽ không còn nói nữa. Nó không còn rè nữa. Là mình nói là bên kia bắt được đúng không? Mình nói được bên kia bắt được. Là giống như mình ẩm cái đó vào là mình thu âm đúng không, đúng không? Đúng rồi, thu âm đó. Còn cái bên này thì sao? Cái màu xanh thì sao? Bên này cũng có công tắc như vậy nè. Cái này hình tròn đúng không? Cái nó không phải xoay đâu, mà là công tắc cũng bật xuống này. Để lên để xuống đúng không? Để lên để xuống. Bây giờ tôi sẽ bật lên thử nha. Cậu bật thử đi. Đó, tôi cũng bật cái này xuống này. Đó, hai cái bắt được sóng rồi đó. Bây giờ tôi sẽ nói thử nha. Alo, alo, 1, 2, 3. Ồ. 1, 2, 3, 4, 5. Alo, alo. Ồ, nhìn đã sao nha. Ê, cái này đã quá, để tờ thử xem nào. Quả là bây giờ mình động cái bên này đúng không? Không, mình bật công tắc trước. Bật công tắc trước đúng không? Bật xuống, rồi. Thử rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Ồ. 1, 2, 3, 4, 5. Alo. Nghe rõ nè. Alo, alo, sao nghe rõ trả lời. Alo, mình nghe rõ trả lời đây. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Chúc mừng sinh nhật chú Hào nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Nghe rất là rõ luôn. Đảo à. Ê chú Hào, cái này không biết là khoảng cách được bao xa chú Hào? Tớ nghe người bán hàng giới thiệu á. Là cái này khoảng cách mà nói được á là 100m đó. 100m luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, nó xa vậy. Tức là nếu mà không có vật cản á thì mình có thể đứng 100m là có thể nói chuyện với nhau được vẫn bình thường. Nếu mà có vật cản là nó sẽ hạn chế lại đúng không? Đúng rồi, khi có vật cản thì sóng nó sẽ truyền yếu hơn. Hay quá nha. Ê, chút nữa mình ra công viên mình thử đi. Nha. Đây đây, thì tớ thì giới thiệu cái này của tớ nè. Cái này gọi là cái bộ đàm cổ điển. Thời ngày xưa mình hay chơi đó. Hay nhờ. Mà cậu biết cái này nói sao không? Sao? Cái này cậu lôi dây ra nè. Lôi ra hả? Xong là cậu cầm cái lo này. Còn kéo căng dây ra như này nè. Kéo thật căng lên mới nói được đúng không? Đúng rồi. Cậu biết sao mà mình nghe được không? Sao? Tại vì cái cơ chế hoạt động của cái này á là cậu sẽ nói cái lo này. Là nó sẽ thu âm. Sau đó nó truyền qua sợi dây này. Âm thanh nó sẽ truyền qua đây, chuyển động qua đây. Âm nó truyền qua đây xong rồi nó lọt qua tay của cậu. Đó, hình như nè, alo. Alo, alo. Đó. Cái này tự thiết kế sợi dây này 5m thôi. Chứ không được dài như là 100m như cậu. 100m chắc không nghe là gì, không thể gì đó. Không nghe là gì. Mà bây giờ sao ta? Bây giờ đi ra ngoài công viên chơi hả? Chắc bây giờ mình ra ngoài công viên đi. Mấy cái này đi. Nhìn thấy quá. Ở trong nhà này gần quá, nhỏ quá mình khó chơi. Mà ví dụ như cậu có cái bộ đàm này rồi, tự tặng cậu cái này cậu có lấy không? Có chứ. Hoàn công nguyên mà không lấy cho được. Rồi nè, đi, bây giờ cậu cầm này đi, tự cầm này rồi mình đang công viên chơi nhá. Mình chơi thử hai cái luôn, xem nó như thế nào nhá. Mình test thử đi. Đi. Đi luôn đi vào. Đi. Ê công Nguyên, bây giờ mình chơi thử đi. Tại vì sao? Ở trong phòng của cậu á, không gian nó nhỏ quá, nó kẹo không đủ cái dây của tớ. Bây giờ chơi cái của cậu trước nha. Bây giờ chơi không gian này đi. Bây giờ cậu cắt cái này đi rồi chơi cái của tớ thử đi. Nha. Hai con robot đẹp không? Quá đẹp. Màu vàng. Ê chị là cho tớ cái màu vàng đi. Còn cái màu xanh. Khi nào ấy cần thì liên lạc nhau. Đúng rồi. Chị nói em mình chơi trò gì ta? Trò đi chơi cái trò gì ta? Cái trò chơi gì nhỉ? Điệp viên. Điệp viên 007. Rồi. Rồi bây giờ cho tới cái này nhá. Bây giờ cậu cầm này đi, bây giờ cậu kéo ra một kia đi. Ok. Rồi, cậu có thử nghe coi. Alo alo. Alo alo, 1 2 4 4, alo alo alo. Nghe hả? Đâu? Alo alo. Nghe không? Alo alo, 1 2 4 4, alo alo alo. Nghe này. Alo alo.
Khoan kéo căng nè, kéo căng nè. Ờ hay đó. Alo 1 2 4. Bây giờ tớ sẽ để mic vô đây cho mọi người nghe thử nha. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gắn mic vào đây để xem công Nguyên nói như nào nha. Bây giờ cậu kéo căng ra đi. Cậu, cậu nói đi. Cậu nói nhiều lên. Alo alo 1 2 4. Nghe hả? Ừ, nghe rõ lắm sao? Ờ, hay đó. Ê, cái của cậu chơi cũng hay đó. Ờ, nhưng mà nghe âm nó không rõ mấy đúng không? Ờ, nghe không rõ mấy hả? Tại vì cậu biết sao không? Hả? Tại vì khi âm thanh á, nó truyền qua sợi dây này này. Ờ. Là nó không tốt bằng là truyền qua sóng giống như cái này. Cái này là truyền qua sóng này. Nhưng mà nếu mà làm sợi dây mỏng hơn thì tớ nghĩ nó sẽ nói tốt hơn á. Sợi dây nhỏ hơn hả? Ờ, như dạng sợi chỉ mà hoặc là dây cước á. Ờ, dây chỉ hả? Mỏng á. Ờ, cái dạng giống như cái sợi dây nào mà nó truyền âm tốt đúng không? Ừ. Là nó sẽ nghe rõ hơn đúng không? Ờ. Nhưng mà cái này chắc còn được hả? Cậu thấy không? Cũng hay đó. Tại vì cái này là quà sinh nhật của cậu mà. À thôi để đó tí nữa tớ mang về nha. Ờ. Bây giờ mình chơi thử cái này đi. Ờ bây giờ chơi gài của cậu đi. Ừ. Tao để đây nhá, thì nó cậu mang về nhá. Ờ cảm ơn cậu nha. Rồi mà đừng có đem bạn với trai nha. Cái này là hai cái lon tự nhặt với trai được á, tự tặng cho cậu á. À, rồi ok. Ờ. Nhá, để đây nhá. Ừ. Rồi. Bây giờ cậu thích màu gì? Tớ thích màu vàng đi. Vàng. Màu vàng cho nó đẹp. Ồ, màu vàng này đẹp nè. Ừ. Cái này là ủa mà số bao? Cái này là hồi nãy cậu kêu là tầm cỡ 10 mét đúng không? Ừ. 10 mét là nghe rõ đúng không? Ừ. Bây giờ mình thử mình test từng mét đi, giống như 2 mét. Xong rồi mình nâng lên 5 mét. Ờ. Xong 7 mét, 10 mét thử ha. Ừ ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra tầm 2 mét nữa đi. Ờ. Nha. Bây giờ cậu lùi ra kia nha. Ừ. À khoan. Cậu biết sử dụng chưa? À chưa. À đây này cậu bật công tắc đây nha. Nhớ bật công tắc đây nha. À bật công tắc hả? Ờ đó. Nó kêu như vậy là được. Ừ rồi. Sau khi ấy thì mình bấm vào đây nè. Là mình nói alo. Ừ, đúng không? Ừ, okay. À lúc này cậu chỉ đâu mà tự quên. Ừ rồi ok. Rồi bây giờ tự đi ra thử nha. Ừ. 1 2 3. Đây 2 mét. Ê, bên 2 mét dài quá đây. Rồi ok. Thử coi. À. Alo. Alo 1 2 3. Ờ bên này nghe này. Để thử nói nha. Ừ. Alo. Ồ bên này nghe rõ lắm. Ồ nghe rõ. Ừ. Cậu biết sao không? Sao? Tại vì tầm 2 mét á là sóng nó bắt rất là tốt. Đúng rồi. Giờ mình ra thử 5 mét thử nha. Ờ ra 5 mét đi. Cậu ra ngoài kia đi. 5. Rồi, cậu nói thử đi. Alo 1 2 3 4. Alo. Ồ, nghe rất tốt luôn. Alo, nghe tốt lắm. Để ra bây giờ tạo ra 10 mét nha. Ừ. Alo. Ồ, nghe rõ nè. Ừ. Alo. Ồ vẫn nghe luôn nè. Ồ sóng tốt ghê á. Ừ. Sóng nghe rất tốt. Ok ok. Ok. Hả? Cái gì nói lại nghe coi nào. Nghe rất rõ các bạn ơi. Con cò bé bé nó đầu canh tre phải không? Hay quá. Ừ ok cậu về đây đi. Wow không ngờ nhỉ. Ờ không ngờ nó xa nha. Ờ không ngờ sóng nó bắt xa như vậy luôn á. Đi qua tít bên kia kìa. Ờ cái đó phải 100 mét á. Khoảng cách xa tới trăm mù luôn á. Ừ. Mà vẫn nghe rõ. Hay nhỉ. Ừ. Ồ cái này hay á, nhưng mà cái này chơi phải 2 người đúng không? Chơi 2 người. Chứ một mình cậu chơi sao được. Thì đó thì tớ cho cậu một con đó, rồi tớ lấy một con robot này, cậu lấy con robot này. À có khi nào tớ đem về nhà không? Khi nào ở nhà cậu có gì trò gì vui á, cậu ừ. Bật lên. Alo công Nguyên hả? Qua nhà tớ chơi ngay nha. Cái này chỉ cần lắp pin thôi chứ không tốn tiền điện thoại. À là cái này không phải nộp tiền giống như điện thoại đúng không? Đúng rồi, chỉ cần thay pin thôi. Ví dụ mà cậu hết pin thì cậu thay cục pin vô. Ồ là dùng được rồi. Mà khoảng cách của từ nhà tớ á. Ừ. Qua nhà cậu cũng gần mà đúng không? Ừ đấy. Thì cách mấy căn nhà chứ mấy. Ừ khi nào mà có đồ ăn ngon á nhờ hủ nha. Alo công Nguyên nghe rồi đại lời. Alo đại ba nghe rồi đại lời đó không ta chạy qua liền. Ừ quá tuyệt vời luôn nhỉ. Thế mà số hào hả, không biết cái bộ đàm này nó có xuyên qua được vách ngăn không nhỉ? Vách ngăn hả? Ờ giống như có hai cái vách ngăn đúng không, có bức tường đúng không? Ở bức tường á mình đứng hai bên này. Số hào bên này con tở bên này, không biết nó còn xuyên qua được không ta, không biết sóng nó có truyền qua được không nhỉ. Ờ hay là bây giờ mình đi tìm vách ngăn á, mình thử đi, mình test thử đi. Ờ hay mình thử đi. Ờ bên kia kìa. À, bên kia có bức tường kìa. Ờ bên kia tại bức tường. Bây giờ cậu đứng qua bên bức tường nghe nha. Ờ đứng bên đây. Ok rồi, gọi xong. Ừ ok đi. Đi.
Rồi bây giờ thợ sẽ qua bên đây đúng không? À, cầu qua bên kia, thợ qua bên đây. Rồi bây giờ đi luôn đi. Ở đây, đây, đây. Alo, công Nguyên, alo. Alo, công Nguyên ơi. Alo, nghe gì không? Ê, công Nguyên ơi. Hả? Cậu có nghe gì không? Có nghe nhưng mà nhỏ lắm, hình như là có cái vách ngăn á. Ờ. Tín hiệu nó không được tốt cho lắm. Ừ, đúng rồi. Tới cũng nghe gì mà nhỏ à. Nghe rỉ rỉ à. Rỉ rỉ nhưng mà... cái này nè. Hả? Sao? Lúc mà mình nói chuyện với nhau á thì có thể là ngồi phân tích ra cũng khó mà biết là mình nghe nói cái gì. Chỉ nghe được alo alo thôi. Nghe alo alo nghe nhỏ lắm. Ừ. Dạ, giống như là cái này nó chỉ chơi được trong cái môi trường, cái không gian là trống thôi. Không gian là trống. Nếu mà không có vách vách cản á, không có vách cản, có vách ngăn đó. Ừ. Giống như từ đây đúng không? Ừ. Bên này qua đây có đình tờ nghỉ ở đây tầm cỡ 15 mét à. Ờ, gần hơn cái khúc mà mình đứng kia đúng không? Mình đứng bên kia cả trăm mét mà. Trăm mét á. Ừ. Đây gần mà nó nghe nhỏ xíu xíu. Ừ. Cái này là chơi trong cái môi trường là không gian trống thôi. Đúng rồi. Còn vách ngăn là chơi không được. Ừ. Mà thẻ đâu được đâu sao vào. Thì vô cái này tao đem về nhà thợ đúng không? Ừ. Nhà cậu với nhà thợ là có mấy cái nhà nằm ở giữa nữa. À nhưng mà nhỏ đâu nghe đâu. Nhưng mà cậu chuyên về chế đồ mà đúng không? Chế đồ. Thì cậu có thể nâng cấp lên được không? Nâng cấp à? Ừ, nhiều khi nâng cấp lên xài tốt đó. À, bây giờ đi về đi. Ờ, về nghiên cứu. Về nghiên cứu xong rồi nâng cấp lên thử rồi xong mình chơi. Ừ. Đi. Ok, đi.